Các bạn ơi, đây bạn thấy gì chưa? Một cái con rùa. Trời ơi, con rùa này mình đổi thành thùng bia đó nha các bạn. Đổi thành thùng bia mới đổi được cái con rùa này, này. Ông kia ông bắt được các bạn. Ghê không? Con rùa này chỉ có 2 kg. Con rùa này á, người ta nói là sống tới 100. Sống tới 100 này nè các bạn. Nó còn sống rất là dài. Nên thôi, mình nhịn uống thùng bia này. Mời đẹp! Mời đẹp! Thả nó đi. Trời ơi, còn to thế này mà. Sống tới 150 năm. Thôi bây giờ mình đi kiếm chỗ mình thả con này ha. Bự lắm đó. Con này 2-3 kg vậy nha. Thả ha. Rồi, ok. Đi theo tao nghe bạn Hiền. Con này già lắm các bạn. Đi theo con nhé cụ. Thấy chưa? Sông nước hữu tình nha, núi sao. Con chỉ tiễn ông được tới đây thôi. Bye bye. Năm mươi năm lần lần.